Quân khu 1 vừa tổ chức hội thảo khoa học đề tài cấp bộ quốc phòng nghiên cứu hoạt động của lực lượng vũ trang quân khu trong tác chiến tiến công tổng hợp do Trung tướng Nguyễn Đồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh quân khu làm chủ nhiệm. Mục đích của đề tài nhằm đề xuất nội dung phát triển lý luận về hoạt động của lực lượng vũ trang quân khu trong tác chiến tiến công tổng hợp phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới tại hội thảo các chuyên gia nhà khoa học cán bộ nghiên cứu và đại biểu thống nhất đánh giá đây là đề tài khoa học có tính thực tiễn cao cấp thiết phù hợp với điều kiện hoạt động của lực lượng vũ trang quân khu đồng thời các đại biểu phân tích làm rõ một số vấn đề cơ sở lý luận thực tiễn đúc kết bài học kinh nghiệm làm cơ sở để ban đề tài tiếp thu bổ sung hoàn thiện đề tài chuẩn bị cho đánh giá nghiệm thu ở các cấp